Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách đổi mật khẩu của một chiếc vali. Mã mặc định vali tại COS là 3 số 0. Bên phải là nút gạt. Sau khi mở thì chúng ta sẽ dùng một cái bút hoặc là đầu nhọn để ấn cái nút nhỏ này. Nút nhỏ này chính là nút thay đổi mật khẩu. Sau khi ấn, chúng ta đổi số mật khẩu tùy thích. Đổi xong, mình gạt qua một lần nữa để lưu mật khẩu. Và bây giờ mật khẩu của vali đã được thay đổi. Hy vọng qua mẹo nhỏ trên thì cũng sẽ giúp cho mọi người đổi được cái mật khẩu trên vali một cách dễ dàng. Và giờ, Cut Shop xin chào và hẹn gặp lại.